Thân Liệt xin được gửi lời chào thân ái đến toàn thể quý vị đang lắng nghe chương trình bình luận và chia sẻ tin tức trên channel của Thân Việt. Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày 13 tháng 1 năm 2022. Lời nói đầu tiên Thân Việt xin được kính chúc quý vị một ngày thật là vui vẻ, hạnh phúc và bình an. Chương trình của Thân Việt đáng lẽ là nó đã đi vào cái quỹ đạo 12 giờ 15 phút trưa mỗi ngày. Tuy nhiên hôm nay nó có gặp một số cái trục trặc nên Thân Việt vào nó hơi bị trễ. Kính mong quý vị là tha lỗi cho Thân Việt. Chương trình ngày hôm nay là tập thứ 96 với một chủ đề mà được bầu chọn nhiều nhất cho chương trình. Đó là cái giấc mơ của Thân Việt về tiến sĩ luật, quân, nhóm múa và quay xe như Quỳnh trong cái drama của bà Nguyễn Phương Hằng. Quý vị tạm là đừng thắc mắc tại sao tên của một số cái nhân vật trong cái tựa đề nó có bị thay đổi. Vì đó là giấc mơ mà quý vị. Rồi, giấc mơ. Thân Việt sẽ trình bày với quý vị trong vài giây nữa. Trước khi bắt đầu chương trình, thì dĩ nhiên là Thân Việt dành đôi phút để nói về một bài thơ chia sẻ mỗi ngày nha quý vị. Chương trình Thân Việt phóng sự rất là may mắn. Có những quý vị khán giả là những nhà thơ tuyệt vời. Không những thế mà đôi khi cái tựa đề, cái nội dung của bài thơ nó lại đi sát với cái chủ đề của mỗi ngày. Chúng ta cứ như là được đặt một bài thơ cho một tác giả để làm vậy quý vị. Nhưng thật sự không phải vậy. Ngày hôm nay thì một tác giả đã gửi cho Thân Việt một bài thơ mà nó gọi là rất là tương đồng, đi song song với cái chủ đề ngày hôm nay. Thì xin mời quý vị cùng lắng nghe. Tựa đề của bài thơ là Gửi ông tiến sĩ quân. Này ông giáo dục ở đâu để cho tiến sĩ đi câu đi mò, đi câu vác cái mặt mo, vì vài cắt bạc co ro tối ngày. Kiến thức thì ở trên mây, cao giọng tư vấn cho bầy con điên. Làm thầy mà cứ triền miên, sánh vai bà tổng xỏ xiên bao người. Làm luật mà thật nực cười, chứng cứ chẳng có, đười ươi khác gì. Giữa đóng xú uế thầy đi, thầy bởi thầy ngửi cũng vì miếng ăn. Vì tiền thầy chẳng ăn năn, giữa đóng xú uế thầy lăn thầy bò. Lên lớp đeo cái mặt mo, truyền đạt kiến thức đá dò sinh viên. Bao nhiêu khán giả yêu phiền, lo cho con cháu đảo điên sau này. Giáo dục phải nói điều hay, dạy điều trung thực, thật ngay rõ ràng. Phong cách cũng phải chỉnh trang, đạo đức lối sống ngàn lần nhớ ghi. Thầy quân là cái quái gì, quái thai, quái lạ, sao đi dạy hoài. Ông giáo dục hãy ra oai, hãy mau rút kiếm xử loài thị phi. Sao ông cứ ngủ ly bì, để lũ yêu quái sân si hại người. Kính thưa quý vị, đó là bài thơ của chú Vương Pháp gửi cho Thân Việt vào ngày 12 tháng 1 vừa qua, không phải mới đây thôi, với tựa đề Gửi ông tiến sĩ quân. Thân Việt xin được gửi lời cảm ơn đến chú Vương Pháp. Tất cả những quý vị vẫn có thể gửi thơ cho Thanh Việt, và Thanh Việt cũng đã nhận được rất là nhiều bài thơ và sẽ từ từ đọc trong mỗi một cái chương trình. Vài ngày hôm nay chúng ta đã thấy được rất là nhiều tin tức trên cộng đồng mạng nói về cái ngày khai trương của cái công ty sản xuất Glove Đại Nam, mà một số quý vị được đọc là ở trong cái chương trình live show đó quý vị, thì họ đọc là Glove, nhưng Thân Việt không có được rành lắm, thôi mình đọc là Glove đi, cứ gờ gờ hoài nó cũng nghe nó ngượng miệng. Thì Thân Việt xin được trình bày với quý vị nó như thế này. Thân Việt không có chê bai cái công ty găng tay Đại Nam, nhưng đây chỉ là một số cái chia sẻ về cái mặt kinh tế cũng như là cái mặt kỹ thuật của cái nhà máy găng tay, để quý vị có được những cái thông tin
và sẽ hiểu được mình nên tin cái gì và không nên tin cái gì. Nhưng quý vị, thì đầu tiên nhà máy găng tay này đó quý vị, nó có 4 dàn máy được mua từ ở bên Trung Quốc. Tại sao mà nó có 4 dàn? 4 dàn đó nó tượng trưng cho mỗi một cái kích thước của cái găng tay. Nhưng quý vị, găng tay loại nhỏ, găng tay loại vừa, găng tay loại lớn và găng tay loại đại lớn. Đó, small, medium, large and extra large. Nhưng quý vị, cùng với 4 cái máy này, 4 cái dàn máy này đó quý vị, thì ông Dũng là lúc đầu bắt buộc phải nhập cái nguyên liệu từ ở bên Trung Quốc. Cái giá của cái nguyên vật liệu này và 4 dàn máy cộng với những cái công trình cơ bản, nhà kho và các trang thiết bị để thử nghiệm cái sản phẩm, tổng cộng là khoảng hơn 120 tỷ đồng. 120 tỷ đồng. Tiền ông lấy từ đâu ra? Kính thưa quý vị, tiền đã được mượn từ cái vụ 180 tỷ đồng tiền trái phiếu mà gần đây quý vị có nghe được. Mặc dù trái phiếu đó nó được không được tung ra thị trường, nó chỉ là một cái lời báo cáo là đã có việc mua bán trái phiếu. Đó. Thì thật ra cái việc ký giấy này là nó trùng khớp với cái ngày mà ông Dũng Lò Vôi đi xin việc thành lập nhà máy và việc sản xuất. Nhưng quý vị, trong 180 tỷ đi mượn đó, thì có 30 tỷ dùng cho việc dự án cung cấp oxy. Như quý vị đã biết, phần lớn 30 tỷ này là dùng mua những cái bình, nhưng quý vị, những cái bình chứa oxy, chứ không phải là những cái máy đâu quý vị nha. Thứ hai là khi mà ông Dũng Lò Vôi đó mua những cái nguyên vật liệu từ ở bên Trung Quốc, thì cái loại nguyên vật liệu mà ông mua là nó thuộc cái dạng găng tay nitro. Đây là một cái kỹ thuật không có gì lạ hết cả quý vị. Nó đã được đưa vào cái bằng phát minh từ năm 1991 do hai nhà hóa học Luke DeBakker and Neil Tollefson, hai người này ở bên Mỹ. Nói như vậy để chúng ta có cái độ tin tưởng rằng ông Dũng Lò Vôi không phải là người phát minh. Nhưng quý vị, ông không phải là nhà phát minh. Đấy. Thứ hai, dạo gần đây ông có lên trên mạng và tuyên bố rằng găng tay của Đại Nam sẽ có một cái lớp gọi là nano bạc, nano silver. Cái lớp này là để chống cái nhiễm khuẩn. Rất là hay đó quý vị. Không phải là lần đầu tiên trên thế giới có những cái găng tay như vậy. Nhưng mà những cái chất nano bạc này đó quý vị là nó được phát minh bởi một nhóm kỹ sư hóa. Xin lỗi quý vị, những cái nhà hóa chất ở bên Trung Quốc vào năm 2010. Họ cũng đã nộp cái bằng phát minh cho thế giới rồi. Nói như vậy để chúng ta tin tưởng rằng một người tốt nghiệp chưa đến cấp 3 và trong cái công ty Glove Đại Nam thì chắc chắn không có một nhà hóa chất nào ở trong đó, mà chỉ có một vài kỹ sư hóa, mà cái người đứng đầu về cái kỹ thuật đó là một ông kỹ sư hóa chưa bao giờ có kinh nghiệm làm về găng tay. Tại vì tại sao cũng không cần quý vị, máy móc nguyên vật liệu đã nhập từ ở bên Trung Quốc rồi, không có điều gì mà phải cần nghiên cứu hay làm bất cứ chuyện gì nữa. Khi mà họ mua cái dàn máy này đó quý vị, thì cái công ty mà sản xuất máy ở bên Trung Quốc có gửi sang một hai kỹ sư đi cùng với cái máy đó. Mục đích là gì? Để hoàn thiện cái khâu lắp đặt cũng như là cái việc chạy máy trong những cái tháng đầu tiên, cho đến khi mà họ đi vào cái nguồn đi vào cái nguồn sản xuất găng tay. Nhưng quý vị, cái việc mà ông Dũng Lò Vôi lên tuyên bố cho mọi người là ông sản xuất được một cái găng tay rất là mỏng, rất là tốt từ trước đến nay, mỏng nhất, siêu mỏng, siêu nhẹ. Thì thật ra đó quý vị, siêu mỏng thì nó phải siêu nhẹ rồi. Chúng ta đưa vào trong một cái máy, ví dụ 100 kg, ví dụ nói cho nó nhẹ một chút đi, chúng ta nấu 2 lon gạo, phải không vị? Thì khi mà nó thành cơm đó, nhưng quý vị, trừ đi cái phần mà nước nó đổ vào thì chắc chắn
cái lượng đó nó cũng vẫn không thay giờ thay đổi. Nhưng quý vị, cái lượng nước nó bốc đi, còn lại cái cho vào bao nhiêu thì nó phải có bấy nhiêu. Đó là cái quy luật tự nhiên. Đấy, không có gì cả. Chúng ta làm cái găng tay nhẹ là chúng ta phải cho vào ít cái nguyên vật liệu. Cho vào ít nguyên vật liệu thì găng tay nó sẽ mỏng ra. Đó là điều tự nhiên. Không có gì mà phát minh gì cả ở đây. Tuy nhiên, nếu mà dùng cho ngành y tế thì kính thưa quý vị, nó có một cái độ dày nhất định đòi hỏi nha quý vị, chứ không phải là anh làm càng nhẹ càng mỏng thì ai cũng muốn mua. Tại sao vậy? Càng mỏng càng nhẹ thì nó lại càng bị dễ bị rách. Dĩ nhiên rồi, lượng chất nitro cho vào thì nó ít đi, vì thế mà nó sẽ dễ bị rách. Cái lượng cái độ dày trung bình của những găng tay y tế trên thế giới mà rất là nhiều các công ty đã và đang làm là từ 4 đến 6 mil. Đây là một cái đơn vị dùng bình thường ở trong một số cái ngành, nhất là ngành găng tay. Thì cái, nếu mà chuyển sang cái độ dày theo mm đó quý vị, thì nó là khoảng 0,1 cho 4 mil, hoặc là 0,1524 cho 6 mil. Đấy quý vị. Thì ông Dũng đó, ông dùng cái găng tay là 2 mil. Nó mỏng cực kỳ. Nó mỏng cực kỳ. Khi mà nó mỏng cực kỳ đó như vậy đó quý vị, thì cái độ bền, cái độ giãn đó quý vị, mình phải chịu giảm đi. Chắc chắn rồi quý vị. Cái nguyên vật liệu này là từ bên Trung Quốc nha quý vị, chứ không phải là nguyên vật liệu được chế tạo bởi một cái người nào. Nếu mà từ Trung Quốc rồi thì nó phải theo một cái lộ trình của khoa học trên thế giới, chứ không phải là ông Dũng đã nghiên cứu ra được một cái chất hóa học mà làm cho cái găng tay nó nhẹ. Ông chỉ cho bớt cái nguyên vật liệu để cho nó mỏng đi và nó nhẹ, và đánh đổi nó sẽ là dễ bị rách. Vì vậy trong một số cái trang Facebook quý vị thấy có một cái găng tay do một người đeo thử và nó bị rách, thì cái đó, điều đó không gì mà đáng ngạc nhiên. Không phải là vì cô ta đeo cái găng tay nó quá nhỏ so với bàn tay của cô. Nhưng quý vị, ngoại trừ là bàn tay của cô là cực bự, excellent, mà cô cố gắng cô đi một cái găng tay ở dạng nhỏ, dạng small, thì nó sẽ rất là khó khăn mà cho vào. Thì trong lúc mà nó kéo lên cho vào đó thì nó đã có một cái độ giãn rồi, cô qua nhiều lần sử dụng cô kéo ra thì nó sẽ bị rách. Chứ nếu mà đây là lần đầu tiên kéo nó ra thì nó không thể nào bị rách đó nha quý vị, cho dù là nó có khác cái kích thước của găng tay khác với cái kích thước của bàn tay cô, thì ít ra nó cũng phải chịu đựng được một hai lần co giãn, chứ không thể nào rách được ngay lần đầu tiên. Sở dĩ mà nó rách là vì ông Dũng cố tình dùng ít nguyên vật liệu và làm cho nó mỏng để cho nó nhẹ. Thế thôi. Bây giờ mình trở lại câu chuyện chính ngày hôm nay, là những cái nhân vật và vai trò trong cái giấc mơ của bà Nguyễn Phương Hằng. Nhân quý vị, thì quý vị biết trong cái drama này, chúng ta thường thấy bốn cái nhóm người. Đầu tiên phải là nhân vật chính, bà Nguyễn Phương Hằng. Người thứ hai dạo gần đây xuất hiện và cũng khá lâu, đó là tiến sĩ Luật. Người thứ ba là nhóm múa minh họa. Nếu quý vị nào theo dõi chương trình của Thanh Việt cách đây khoảng 2 tháng hơn, 3 tháng, Thanh Việt là một trong những người đầu tiên nói về cái sơ đồ của cái drama bà Nguyễn Phương Hằng. Trong đó Thanh Việt có nhắc đến nhà sản xuất, chắc quý vị vẫn còn nhớ, rồi đạo diễn. Bà Nguyễn Phương Hằng chỉ là một diễn viên thôi, đọc theo cái lời viết của đạo diễn. Và dĩ nhiên để cho một vở kịch hay là một bài hát nó được hay thì nó phải cần có những cái nhóm múa minh họa cho nó linh động hơn một chút, cho nó đẹp cái sân khấu lên, phải không quý vị? Và dĩ nhiên trong những cái phim ảnh mà quý vị xem dài tập cho quý vị sẽ thấy những cái gọi là khách mời. Khách mời đó thì chỉ có kéo dài được vài ba tập rồi họ sẽ ra đi. Khách mời mà trong cái drama của bà Nguyễn Phương Hằng thì quý vị biết rồi, Nhâm Hoàng Khang ngay từ buổi ban đầu mà sâu vui vẻ,
thì quý vị biết những người đó cũng đã ra đi. Rồi Thánh Việt gọi là các thánh phán. Phán ở đây là phán như có thiệt vậy. Cũng đã được mời lên, nhưng quý vị cũng đã mời lên, rồi họ cũng ra đi sau vài hai ba tập. Gần đây thì có luật sư Như Quỳnh. À, quý vị đến đây thì nghĩ rằng không biết là cái tựa đề của cái tập ngày hôm nay Thanh Việt có đề lộn tên hay không. Thưa quý vị, là Thanh Việt đang nói về giấc mơ của mình nha quý vị, chứ hoàn toàn không nói về chuyện đời thường. Quý vị có thể lấy cái giấc mơ của Thanh Việt rồi so sánh với chuyện của bên ngoài thực sự, thì không biết đâu đó mình sẽ tìm được những cái nhân vật này, phải không quý vị? Nên là trong cái giấc mơ của Thanh Việt có cái luật sư quốc tế tên là Như Quỳnh, có tiến sĩ luật, đấy, có nhóm Múa Minh Họa. Nhóm Múa Minh Họa này thì đây là nhóm nên sẽ có vài người. Vài người này thì thực sự họ rất là nhiệt tình. Và trong cái nhiệt tình đó thì dĩ nhiên phải có những cái lý do tại sao họ nhiệt tình. Sau cái chương trình ngày hôm nay thì Thanh Việt mong muốn rằng quý vị có đầy đủ những cái tin tức để tự trả lời những cái câu mà cái mối quan hệ giữa tiến sĩ luật và luật sư Như Quỳnh nó như thế nào. Những đặc điểm cá nhân đặc biệt nào mà cái tiến sĩ luật trong cái drama này có mà chúng ta chưa biết đã xuất hiện trong giấc mơ của Thanh Việt. Cái vai trò của tiến sĩ luật trong cái drama này, và dĩ nhiên cái vai trò của các cái thành viên trong nhóm Múa Minh Họa. Trước khi mà đi sâu vào cái giấc mơ thì Thanh Việt xin được bình luận ngắn thôi. Có cái câu hỏi mà tất cả chúng ta, cho dù là những người đang ủng hộ nhiệt tình bà Nguyễn Phương Hằng, hoặc là những người đang phản biện cũng nhiệt tình, trong đó có Thanh Việt, nhà báo Hằng Ni, hoặc là các anh chị em YouTuber khác, và ngay cả các quý vị khán giả đang theo dõi chương trình, là tại sao bà Nguyễn Phương Hằng vẫn còn hang nghiêng, bà vẫn còn hiên ngang, ngang nghiêng luôn quý vị nha, livestream mỗi ngày. Bây giờ nó không mỗi ngày được, tuần một lần, tuần hai lần. Và số người theo dõi bà vẫn còn đông. Cái số người theo dõi bà vẫn còn đông này, nó có lý do quý vị. Ngoài cái việc tiến sĩ luật đó, thì những người trong nhóm Múa họ nhiệt tình như vậy vì nhiều lý do. Một trong những cái lý do đó là cái câu hỏi mà Thanh Việt vừa trình bày. Tại sao bà Nguyễn Phương Hằng vẫn còn hiên ngang để có thể livestream trong 10-11 tháng qua mà không bị một cơ quan pháp luật nào chạm đến bà, dù là bà đã vi phạm trong cái hành lang pháp lý rất là rõ rệt. Tất cả những điều luật mà chúng ta kể ra thì nó dài lắm. Trong gần 100 cái Thanh Việt phóng sự thì quý vị cũng đã thấy rồi, Thanh Việt không nhắc lại được nữa. Nhưng mà tại sao cơ quan pháp luật cũng như là nhà nước chưa đụng đến bà? Vì những cái câu hỏi này nó đã dẫn đến một cái kết luận cho những cái nhóm Múa, thành viên của nhóm Múa là có lẽ là bà thật là chính nghĩa, bà đã làm việc đúng, bà không vi phạm gì hết. Thôi, mình cứ tự nhiên mình múa, mình cứ tự nhiên mình ca ngợi để bảo vệ bà Nguyễn Phương Hằng. Đó chỉ là một lý do nha quý vị. Chúng ta là những người may mắn, chúng ta cũng có những câu hỏi như vậy. Tại sao bà chưa bị có chuyện gì nhỉ? Lạ nhỉ? Nhưng mà chúng ta bình tĩnh hơn. Chúng ta không đi đến cái câu kết luận là bà không vi phạm, nên chúng ta đứng ở ngoài cuộc để phản biện lại những cái việc của bà, và mong muốn nhà nước cũng như cơ quan pháp luật cần phải có những cái hành động. Chúng ta chưa nói về cái chuyện mà bỏ tù hay là cho bà vào nơi nào đó. Cái chuyện bỏ tù thì nó phải đi theo từng bước một. Nhưng mà chỉ cần không để cho bà lên trên mạng xã hội để tiếp tục đưa những cái văn hóa chửi thì mọi người cũng đã mừng rồi, phải không quý vị? Mọi người cũng đã mừng rồi. Tuy nhiên điều đó chưa xảy ra. Tại sao quý vị? Ngoài cái việc mà cảm thấy là bà ta làm có lẽ là đúng nên mọi người theo, thì nhóm Múa này họ còn bị ảnh hưởng về những cái đồng tiền mà chương trình YouTube trả cho những cái phần múa. Những cái chương trình múa của họ thì rất là đa dạng, và vì cái đồng tiền nên đôi khi là họ múa 3-4 chương trình mỗi ngày.
Cái tựa đề của những cái bài múa này thì độc đáo lắm quý vị, nó lôi cuốn cái sự tò mò của khán giả, lôi cuốn sự tò mò. Dĩ nhiên là đến khi mà sự tò mò nó hết rồi thì bắt buộc cái nhóm múa này họ phải thay đổi cái bài múa, và bà Nguyễn Phương Hằng sẽ đưa cho họ những cái thể loại múa để họ tiếp tục câu view, câu like cho sự tò mò của khán giả. Và cuối cùng, Thanh Việt không dám gọi là bà Nguyễn Phương Hằng trả tiền lương cho những người này trong cái nhóm múa, mà bà đã bồi dưỡng. Sự bồi dưỡng của bà là có thiệt chứ không phải là không có. Trong giấc mơ Thanh Việt có thấy bồi dưỡng thiệt. Bồi dưỡng bao nhiêu thì Thanh Việt sẽ trình bày trong vài giây phút nữa trong giấc mơ của mình nhé. Vậy mục đích của bà Nguyễn Phương Hằng trong drama này là gì quý vị? Lạ. Không lẽ bà lăn lộn như là chị Phèo khắp nơi chỉ vì ủng hộ cho người dân nêu lên những cái xấu trong xã hội hay sao? Không. Không phải là mục đích chính. Mục đích chính là gì? Là để bảo vệ cho những cái điều sai trái về đất đai của công ty cổ phần Đại Nam. Một trong những cái tín hiệu mà chúng ta thấy gần đây đó là một số cái động tĩnh về việc buôn bán đất trong cái khu nhà ở Đại Nam tại thành phố Thủ Dầu Một. Mục đích của bà lên trên mạng trong 10 tháng, 11 tháng qua tốn biết bao nhiêu công sức, nước miếng, nước mắt, đủ thứ loại nước để muốn lập công. Hy vọng rằng cái công của mình sẽ được trung ương để ý đến. Tuy nhiên nha quý vị, trong lúc mà lập những cái công đó thì nó có hai cái vấn đề. Để lập những cái công đó thì bà phải vi phạm khá nhiều trong cái quãng đường bà đi. Và chúng ta đã thấy những cái vi phạm rồi. Mà tại sao lại lập công? Có thể gọi là công được hay không? Cái quý vị là không lập công 100% đâu. Nhưng mà ai đó đã đưa cho bà những cái vấn đề trong xã hội để bà tấn công, và sau đó tuyên bố rằng đây là cái thành tích của mình. Quý vị thấy từ cái việc mà tố cáo từ thiện, mặc dù kết quả không đi về đâu, nhưng mà có một kết quả, đó là Nghị định 93 nha quý vị. Thứ hai là vấn đề về sử dụng Internet, việc làm của các nhà báo phải viết như thế nào cho minh bạch, vân vân và vân vân. Rồi gần đây nhất là vụ Tỉnh Thất Bồng Lai. Mặc dù bà lên trên mạng cho rằng công bà là công lớn, và chúng ta đã không xác nhận điều đó, tuy nhiên chúng ta cũng phải công nhận rằng hình như công việc của bà cũng đi đúng vào thời điểm, đúng nơi và đúng chỗ, để cho lúc mà cơ quan nhà nước vào cuộc thì nó làm cho mọi người lầm tưởng rằng bà cũng có một tí tẹo công sức nào trong đó. Chúng ta có thể nghĩ rằng các cái tội danh của bà chưa ai đụng đến vì bà dùng cái quan hệ và tiền tệ. Tuy nhiên ở đây thì nó mới ở cấp địa phương thôi quý vị. Cấp địa phương thì quan hệ và tiền tệ có thể xảy ra. Tuy nhiên ở cấp trung ương đó quý vị, thì đây là một cái ca khó đỡ đấy. Khó đỡ là vì sao? Vì đây là một trong những lần đầu tiên trong lịch sử mà gọi là mạng xã hội mà có một người lên lại chống đối rất là nhiều cán bộ ở phía Nam. Nhưng mà trong cái vụ chống đối như vậy thì lại vừa khóc vừa than rồi lại vừa chống đối. Lúc nào chúng ta cũng thấy được cái áo vỏ bọc của bên ngoài là nhân dân, vì nước, vì dân, vì thương dân, rồi muốn vạch trần những cái việc làm sai trái trong bộ máy nhà nước tại phía Nam. Chúng ta nhìn vào thì thấy phản động, rồi thoang thoảng đâu đó thì có cái áo khoác lên là người dân. Mặc dù là chúng ta không muốn bà đại diện cho chúng ta một chút nào, nhưng mà bà cứ gào thét lên là cho người dân. Vì thế Thanh Việt nghĩ rằng cái vấn đề Đại Nam chưa phải là một cái vấn đề cực lớn để trung ương nhìn vào.
Và dĩ nhiên trong một thời gian nữa, khi mà những cái vụ Việt Á, những cái vụ tham nhũng loại cực lớn đã được giải quyết, thì chắc chắn những cái vấn đề nhỏ hơn sẽ được sờ tới. Trở lại cái vấn đề của tiến sĩ và luật sư Như Quỳnh. Trong giấc mơ của Thanh Việt, quý vị, trước khi mà nói về cái giấc mơ này đó, Thanh Việt muốn khẳng định một điều là quý vị có thể dùng cái giấc mơ này, tên của những nhân vật thì thay đổi hoàn toàn, nhưng quý vị sẽ thấy được hình ảnh cũng ngoài đời thường. Trong giấc mơ thì Thanh Việt thấy tiến sĩ và Như Quỳnh không có một mối quan hệ gì thầy trò cả. Họ hoàn toàn không dính dáng với nhau. Mà khi mà thức dậy thì Thanh Việt cũng ngẫm nghĩ, hình như là đâu đó trong mạng xã hội, cái mối quan hệ của những người trong cái drama là gọi là thầy trò. Chắc là vì nó khác tên nên là vậy hay sao? Vì tiến sĩ và Như Quỳnh là không có quan hệ thầy trò. Như Quỳnh cũng chưa bao giờ bước vào trường luật, nên mình gọi luật sư cho nó vui vui vậy. Nhưng quý vị, cô ta chưa bao giờ bước vào trường luật, mà tiến sĩ cũng chưa bao giờ dạy Như Quỳnh cả. Chưa một giờ dạy Như Quỳnh. Vậy là từ trước đến giờ, nếu mà chúng ta đem những nhân vật này so sánh với ngoài đời, thì ai đó đã nhầm tưởng đây là cái quan hệ thầy trò. Nhưng thật sự trong giấc mơ đã cho thấy rằng không có quan hệ gì cả. Nếu mà thật sự những nhân vật này là những nhân vật ngoài đời, hơi vui vui một chút nha quý vị. Tất cả chỉ là một cái kịch bản. Kịch bản hết tất cả quý vị. Trong cái drama này, mình có thể định nghĩa là cái kịch bản mà bà Hằng đã có nhiều lần thổ lộ là bây giờ là cái cảnh thiệt. Bà đã lột hết phấn son, lột cái mặt nạ để trở về là bà Nguyễn Phương Hằng thật sự. Quý vị vẫn còn nhớ cái video đó không? Đấy, là một cái người thật sự, không phải là trong quá khứ, trong những cái kịch bản, đấy, những cái drama. Thì bên ngoài cái drama của bà, những cái chương trình phỏng vấn giữa tiến sĩ và luật sư Như Quỳnh cũng chỉ là những cái kịch bản. Những cái vở kịch được viết lên, mình đóng nhân vật là thầy trò với nhau cho nó trịnh trọng, nhưng thật sự chỉ là con số không. Họ chả có quan hệ thầy trò gì ở đây. Lịch sử cho thấy rằng tháng 7 trong giấc mơ Thanh Việt có thấy rằng nhân vật Như Quỳnh có kết bạn với cái anh chàng tiến sĩ qua Facebook. Sau khi mà tiến sĩ viết trên Facebook của mình một cái bài cũng khá là dài để bảo vệ cho cái văn hóa chửi của bà Nguyễn Phương Hằng khi mà bà đang tung hô cái đó lên trên mạng, thì dĩ nhiên ngay lập tức đó quý vị, tiến sĩ đã trở nên nổi tiếng. Vì lúc đó trong mạng xã hội, chúng ta thấy rất là nhiều người đi ủng hộ. Tuy nhiên một người có ăn có học như là tiến sĩ và đang giảng dạy ở một trường luật nào đó thì chưa có ai mà lên để ủng hộ cho bà. Vì thế tiến sĩ đã bước ra trở thành là một trong những người có học đầu tiên để ủng hộ cho bà. Và trở thành là một cái nhân vật khá là nổi trội, đã bị tấn công khắp nơi. Và khi mà bị tấn công như vậy thì tiến sĩ đã thành công. Vì tiến sĩ đã cố tình viết những cái bài mà để người ta chửi, và để người ta chửi như vậy thì mới được sự chú ý của bà Nguyễn Phương Hằng. Thì qua cái sự giới thiệu của những người trong nhóm múa, cái mối quan hệ giữa bà Nguyễn Phương Hằng và tiến sĩ cũng như là luật sư Như Quỳnh đã tiến triển từ đây. Chứ không phải là luật sư Như Quỳnh giới thiệu tiến sĩ cho bà Nguyễn Phương Hằng, hay là tiến sĩ giới thiệu Như Quỳnh cho bà Nguyễn Phương Hằng, mà tất cả đều do cái nhóm múa lôi kéo những cái nhân vật này vào trong cái drama của bà Nguyễn Phương Hằng. Và bà Nguyễn Phương Hằng lúc đó cũng cần có một người lên đối thoại với mình, có cái nhãn hiệu, có cái mác là người có học, tiến sĩ đang dạy ở một trường luật nào đó tại Việt Nam. Trước khi mà đi vào cái drama để nói chuyện với bà Hằng, thì tiến sĩ cùng với luật sư Như Quỳnh đã có những cái bài múa
cùng với nhóm múa trên mạng xã hội. Mục đích là chỉ có kiếm tiền. Nhóm múa thì muốn kiếm tiền từ YouTube, như Quỳnh cũng vậy. Nhưng mà tiến sĩ thì không muốn kiếm tiền. Cái vấn đề đó không phải là cái chuyện quan trọng. Ông muốn kiếm cái đồng tiền lớn hơn, tạo sự chú ý trong cộng đồng, và từ đó bước vào trong cái drama của bà Nguyễn Phương Hằng. Vì thế nào, càng nhiều người chửi mà lại có cái mác tiến sĩ thì chắc chắn bà Nguyễn Phương Hằng sẽ để ý. Và như quý vị đã biết, ông tiến sĩ này đã thành công. Ông đã thành công. Vậy là cái người trong nhóm múa đó quý vị mới là cái người thân cận với bà Nguyễn Phương Hằng. Hai người này, xin lỗi quý vị, cái người trong nhóm múa này đã giới thiệu hai cái nhân vật này, tiến sĩ và Như Quỳnh, vào trong cái đội kịch của bà Nguyễn Phương Hằng. Nhưng quý vị, đây là những người trong nhóm múa đóng một vai trò nào đó khá là quan trọng cho cái drama này. Mặc dù họ chỉ là người ở bên ngoài múa hỗ trợ, như là những cái nhân vật mà quý vị xem những cái vở tuồng cổ đó quý vị. Quý vị thấy những cái người lính mà đi loa đó, nó không quan trọng. Nhưng mà thực sự muốn đi vào gặp được các cái ông quan, các cái vua chúa, thì cần phải đúc lót cho những cái người lính này. Thì đây là cái trường hợp tương tự như vậy. Nhưng quý vị, mỗi người nó có một cái lợi dành cho nhau, nên họ đã hợp tác với nhau. Như Quỳnh cũng như là nhóm múa thì chỉ vì tiền từ YouTube. Nhưng quý vị, còn tiến sĩ thì muốn đi vào trong cái drama để nhận những cái đồng tiền lớn hơn. Vì anh ta cho rằng anh ta ở một cái trình độ cao hơn nhiều so với nhóm múa và Như Quỳnh. Khi mình nhắc đến nhóm múa thì họ là những người như thế nào với bà Nguyễn Phương Hằng? Nhóm múa này thì không có đông. Đông quá thì nó chật trên sân khấu đó quý vị. Nó chỉ có khoảng 7-8 người thôi. Những người này đã tồn tại cũng khá lâu trong cái chương trình kịch của bà Nguyễn Phương Hằng. Có những người thân với bà Nguyễn Phương Hằng. Có những người mà ở bên ngoài thì ủng hộ, nhưng bên trong thì không thích. Nhưng mà cũng chỉ là vì những đồng tiền nên là họ phải đi theo. Đi theo đó nhưng mà cũng run. Nhưng quý vị, tuy nhiên đôi khi họ tự nhủ rằng 11 tháng qua, 10 tháng qua, bà này bà la, bà hò, bà hét, bà ngã, bà cười, rồi bà muốn tự tử, mà chả có ai đụng gì hết. Ngay cả cái chuyện nhỏ nhất của Sở Thông tin và Truyền thông chặn những cái đường livestream của bà đâu có khó đâu quý vị. Nếu mà muốn chặn thực sự thì quá dễ. Nó có những cái chương trình phá sóng để cho không có mạng internet nữa, để không được livestream dễ dàng. Tuy nhiên điều đó là không xảy ra. Và vì thế đó là cái lý do tại sao cái nhóm múa này vẫn hừng hực khí thế để ca ngợi, để bảo vệ. Thực ra đó quý vị, thì nhóm múa này được thành lập vào lúc đầu, khi mà cái drama vừa bắt đầu với cái vụ kiện tụng của bà Nguyễn Phương Hằng đối với ông Võ Hoàng Yên. Cái người mà gọi thành lập cái nhóm múa này đầu tiên là ông Huỳnh Uy Dũng. Số tiền mà được bồi dưỡng cho những cái chuyến đi tìm những cái người nhân chứng được cho là bị chết dưới bàn tay của ông Võ Hoàng Yên, như quý vị, thì được bồi dưỡng khoảng 50-60 triệu đồng. Những nhân chứng này là chứng giả hay là chứng thiệt thì cơ quan pháp luật ở Bình Thuận sẽ có những kết luận nha quý vị. Cái điều đó thì chúng ta hãy chờ đó. Chính xác bao nhiêu phần trăm? Chết thì có chết đó, nhưng mà ông Võ Hoàng Yên đã gây ra cái chết bao nhiêu phần trăm thì phải chờ. Có bồi dưỡng 50-60 triệu. Tiền thì được chuyển tài khoản. Chuyển tài khoản này là cũng chẳng phải tài khoản cá nhân, mà là tài khoản do những cô thư ký của bà Nguyễn Phương Hằng chuyển. Từ ở chỗ nhà ngân hàng nào thì Thanh Việt trong giấc mơ nó lại quên rồi, nó mù mờ. Lấp ló là Thanh Việt có nhớ, nhưng mà thôi, nhớ bậy thì cũng không nên nói ra, chia sẻ những cái tin tức chính xác hơn.
có một cái điều mà nó cũng tạo nên một cái xích mích ngầm, nhóm quý vị, trong cái nhóm múa này, là khi mà bà Nguyễn Phương Hằng hứa, cái này là bà hứa mà quý vị, hứa thì đã nhiều, em nhớ em hứa đã nhiều, mà em cho thì thật là ít, hứa thì mấy trăm triệu lòng quý vị, cho mỗi thành viên trong nhóm múa, nếu mà múa thật là đẹp, mà khi mà bà được trúng mánh, lấy lại được cái tiền của ông Võ Hoàng Yên, thì bà sẽ chia cho nhóm múa. Tuy nhiên cái lời hứa đó nó cũng bay đi, giống như là cái tương lai mịt mù của công ty cổ phần Đại Nam vậy quý vị. Nó bay rồi. Vì bay như vậy nên là đã tạo nên một số cái sự xích mích. Vì họ cho rằng, một số thành viên cho rằng bà đã nổ, đã lừa họ. Tuy nhiên mà khi mà mình đã leo lên lưng cọp rồi đó quý vị, thì mình xuống cũng không dễ dàng đâu. Những cái chuyện mà cái nhóm múa múa theo những cái bài đơn đặt hàng đó, nó tạo nên một số cái sự phản cảm và hạ cái danh dự của một số người bị nhóm múa gây ra. Khi mà đã leo lưng lưng cọp rồi thì cho dù không trả tiền thì cũng phải chạy cùng với cọp. Hy vọng rằng những điều mà cọp làm thì là đúng, để cơ quan pháp luật không sờ đến họ. Và hy vọng rằng bà cũng đừng có nuốt lời, chia cho họ. Và những cái chuyện mà bí mật nào đó bà có thể chia sẻ, để họ tiếp tục làm những cái buổi livestream để lấy tiền từ ở bên YouTube. Nhưng quý vị, những cái chương trình múa thì quý vị thấy rồi, gây sự tò mò rất nhiều. Ví dụ như chương trình của một anh chàng ngày hôm qua Thanh Việt có trình bày, với một cái tiêu đề của một cái bài múa là nhà báo Hằng Ni đã nhảy cầu tự tử chẳng hạn như vậy, thì chắc chắn là mọi người sẽ nhảy vào để xem. Thì quý vị thấy cũng đúng. Những cái chương trình mà về tỉnh Thất Bồng Lai, những cái bài múa của cái nhóm múa này thực hiện, thì cái lượng người xem rất là đông đảo. Đấy, thì họ vẫn mong muốn rằng cái drama này kéo dài và pháp luật không sờ đến họ. Một thời số thời gian thì ngoài 50-60 triệu bà Nguyễn Phương Hằng bồi dưỡng, thì trong cái giai đoạn mài múa đó quý vị, thì dĩ nhiên họ gặp những cái khó khăn khi những bài múa của họ chứa đựng những cái hình ảnh mà bị cho rằng vi phạm bản quyền. Và như dĩ nhiên là YouTube sẽ cúp những cái chương trình đó. Và khi mà bị cúp những chương trình múa như vậy đó quý vị, thì để tồn tại được, để tiếp tục một cái chương trình mới, thì bà Nguyễn Phương Hằng có bồi dưỡng khoảng 20 triệu tới 30 triệu cho một số các cái nhóm thành viên của nhóm múa. Nhóm quý vị, tại sao mà bà Nguyễn Phương Hằng không thay đổi nhóm múa như là bà Nguyễn Phương Hằng thay đổi những khách mời? Những cái vị khách mời này được mà mời đến, quý vị vẫn còn nhớ, nó như là những huấn luyện viên của các đội đội đá banh vậy quý vị, đội bóng đó quý vị. Khi mà thất bại thì bị thay đổi liên tục, nó như là cho vào cối xay vậy. Khách mời của chương trình bà Nguyễn Phương Hằng nó cũng như là những người bị cho vào cối xay, kéo dài không được bao lâu, ngoại trừ cái anh chàng tiến sĩ luật thì cho đến ngày hôm nay vẫn còn tồn tại. Tuy nhiên những chương trình khác thì đã bị xay hết rồi, những người khác thì đã bị xay. Còn nhóm múa thì tại sao không bị xay? Có một cái điều Thanh Việt mơ và thấy được rằng đâu đó họ, những thành viên của nhóm múa, đã làm việc với bà từ tháng 3 đến nay. Dĩ nhiên là họ không có biết nhiều về quá khứ của bà Nguyễn Phương Hằng hay là về những cái vấn đề đất đai như Thanh Việt trình bày. Nhưng mà có một vài điểm họ biết được trong quá trình làm việc và nghe lời bà Nguyễn Phương Hằng. Những cái quá trình đó, những công việc gì, những cái sự vu khống gì, thì quý vị muốn biết được thì xem lại những cái chương trình mà Nhâm Hoàng Khang có nói trước khi mà bị bắt. Bà Nguyễn Phương Hằng là một trong những người rất thích tạo nên những cái bằng chứng giả. Nhưng quý vị,
Bà rất thích tạo nên những bằng chứng giả. Cứ vu khống, cứ nói mạnh tay lên. Bằng chứng thì không có. Ai hỏi bằng chứng thì cứ từ từ. Nhưng mà mình hù trên mạng đi đã. Có người tin là được rồi. Và vì thế mà nhóm múa này có thể giữ được bà Nguyễn Phương Hằng. Và bà Phương Hằng không dám đụng đến họ. Tới ngày hôm nay là vì họ biết được một số điều bí mật mà bà Phạm Nguyễn Phương Hằng đã nhờ họ làm. Nó mới có cái câu là ta chết thì ngươi cũng chết. Thôi tốt nhất là giữ cho nhau, đừng giết nhau. Đó là một cái sự ràng buộc giữa những thành viên nhóm múa và bà Nguyễn Phương Hằng. Và dĩ nhiên chúng ta biết được rằng ngoài những cái ràng buộc đó, cái sự tin tưởng rằng bà Nguyễn Phương Hằng là chính nghĩa, không làm điều gì sai trái, hay là bà có một cái thế lực nào ở phía đằng sau để ủng hộ bà, nên lỡ mà ai đụng đến họ, những người trong nhóm múa, thì bà sẽ đứng ra hỗ trợ, bảo vệ. Trường hợp của anh, một cái anh chàng YouTuber phát biểu về báo chí, thưa quý vị, báo chí cộng sản và phản động là kết hợp để đánh bà Nguyễn Phương Hằng, thì cuối cùng anh cũng được giải thoát bằng 7,5 triệu, nhẹ nhàng, đơn sơ nhẹ nhàng. Nhưng mà quý vị đừng nên bắt chiếc. Thanh Việt khuyên là chúng ta không nên bắt chiếc, vì quý vị có thể không thấy được 7,5 triệu, mà quý vị thấy một cái chuyện nó bự hơn. Đấy, đừng nên bắt chiếc. Tuy nhiên, cho dù sự việc có xảy ra ở cái sân nhà của bà thì nó cũng không được bích bùng bao lâu hết. Khi mà cái sự việc này nó đã nổ ra ở bất cứ ngang cùng ngõ hẻm nào trên đất nước Việt Nam này, không ai biết cái chuyện của bà Nguyễn Phương Hằng, không ai biết đến cái văn hóa chửi mà bà Nguyễn Phương Hằng đang làm. Thanh Việt có một cái lời khuyên, nếu một ai đó ở ngoài đời mà nghĩ rằng mình như là cái nhóm múa trong giấc mơ của Thanh Việt, thì xin quý vị hãy nghĩ lại. Vì có khi câu chuyện kết thúc, thân của những thành viên trong gia đình Đại Nam còn chưa giữ được. Nên hãy cẩn thận. Vì cái việc mà chúng ta làm sai trái thì mọi người đã biết. Báo chí từ ở trung ương đến địa phương đều nói. Có đụng đến chưa? Thì vì nhiều cái lý do khách quan chưa đụng đến. Nhưng không phải là sẽ không đụng đến. Nên hãy cẩn thận. Tuy nhiên, đây là những thành viên giữ một cái vai trò rất quan trọng trong cái drama. Mặc dù họ chỉ là những người phụ, những cái loa loa của cái drama này. Tuy nhiên họ rất là quan trọng. Một khi mà cái mắt xích những người trong nhóm múa bị đứt, đó quý vị, ai đi trước ai thì cái drama này sẽ được quyết định. Vì họ là những người đã được nhận lệnh của bà Nguyễn Phương Hằng. Nhóm múa này được lệnh múa theo bài gì, và những cái bài đó nó có cái tính phản cảm như thế nào, thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái chương trình drama của bà Nguyễn Phương Hằng. Đây là những người hết sức là quan trọng cho cái drama, chứ không phải như là những người khách mời hay là ông tiến sĩ luật nha quý vị. Nhắc tới tiến sĩ luật thì chúng ta nên biết những điều gì trong giấc mơ của Thanh Việt về cái người tiến sĩ này. Tiến sĩ này đó quý vị, anh không có đi du học ở đâu cả. Anh bảo vệ cái tiến sĩ luật so sánh tại Hà Nội. Chưa bao giờ đi du học ở Đại học Lund bên Thụy Điển. Chưa bao giờ. Có một cái điều mà anh tiến sĩ luật này trong giấc mơ Thanh Việt thấy anh nó cũng nằm kềnh ra mấy lần. Nha quý vị. Tiểu lượng của anh cũng khá là tốt đấy. Tiểu lượng khá tốt trong giấc mơ của Thanh Việt. Nhưng mà đâu đó hình như là anh cũng thích
chạy theo trào lưu, thích uống cái rượu mà ngâm cây anh túc. Quý vị nào chưa biết cái rượu ngâm cây anh túc là gì? Đây là một cái loại cây, cây anh túc là một loại cây thuốc phiện được ngâm vào rượu. Nó gây ra một cái nghiện và cái ngộ độc nếu mà dùng quá liều. Nhưng nó như là một cái loại ma túy vậy quý vị. Mặc dù nó không mạnh, tùy theo người dùng, cho quá nhiều thì cộng với rượu có thể gây đến một cái việc không tốt. Thì anh chàng này cũng rất là thích chơi loại rượu này nha quý vị. Bia thì tầm thường, mỗi lần anh ta nói anh ta xỉn đó quý vị. Thanh Việt có nhớ là có nhậu với anh ta và Thanh Việt thì có thể là bay xuống dưới đất nằm rồi, anh ta vẫn tỉnh bơ. Nhậu sáng đêm cũng được. Tháng 8 năm 2021, tiến sĩ có mua một chiếc xe hơi hơn 1 tỷ đồng. Hơn 1 tỷ đồng. Tiền này từ ở đâu ra? Trong giấc mơ thì một phần tiền này có thể là cái bản hợp đồng đâu đó anh ta ký với cái vở kịch. Mặc dù chỉ là vai phụ, một số tiền từ của chính anh ta, rồi một số là từ cái kịch bản, gọi là cái hợp đồng lao động. Nghe vui vui quý vị ha, một hợp đồng lao động giữa tiến sĩ và công ty cổ phần Đại Nam. Nếu quý vị mới thấy một sự nhiệt tình như vậy, phải không quý vị? Chưa ai mà nhiệt tình như vậy. Có thể là phục vụ cái vở kịch suốt đêm, không mệt nghỉ, cùng với diễn viên chính để hòa đồng với các khán giả. Mà khán giả thì có khi là đã gục rồi, đi ngủ rồi, về hết rồi, nhưng mà cái độ hăng say thì vẫn tiếp tục xảy ra trên sân khấu. Thì trong giấc mơ thì Thanh Việt thấy rằng đây là có cái bản hợp đồng. Tiến sĩ này từng có tâm sự với Thanh Việt là không vợ không con. Không biết là ở ngoài đời cái nhân vật nào đó có giống tiến sĩ này có nói rằng hình như là có vợ có con, nhưng mà thực sự ra thì cái nhân vật trong cái giấc mơ của Thanh Việt thì không có vợ có con, chẳng có ai cả. Một cái điểm đặc biệt, Thanh Việt có mơ được một điều khá là đặc biệt, và nó cũng nằm trong một số cái chủ đề mà Thanh Việt có nói sơ qua về cái vụ đất đai của Tăng Minh Phụng, Liên Khuy Thịnh. Quý vị, chắc quý vị mà theo dõi chương trình của Thanh Việt thì cũng đã rõ nó có những cái sự liên kết nào đó mà anh tiến sĩ này có hay không có những cái tài liệu liên quan đến Liên Khuy Thịnh và ông Tăng Minh Phụng. Tại sao mà anh ta lại có những tài liệu này? Tài liệu này giúp anh ta được chuyện gì? Thưa quý vị, là tài liệu này có thể là tài liệu giả. Tuy nhiên bằng một cái sự lấu cá mà trong cái giấc mơ Thanh Việt hiện ra, thì Liên Khuy Thịnh vẫn còn có một số cái mảnh đất quyền sử dụng tại khu công nghiệp Sóng Thần. Mà cái việc mà tiếp thu xử lý vụ án đó quý vị, thì quý vị biết rồi, nó khá là chậm trong cái việc Liên Khuy Thịnh. Sau khi mà Tăng Minh Phụng bị xử tử, Liên Khuy Thịnh bị đi tù, thì những người tiếp nhận cái vụ án đó để giải quyết, để lấy lại tiền cho ngân hàng của nhà nước, thì cái miếng mồi đó được chia năm xẻ bảy. Không biết là ông Dũng Lò Vôi ăn được bao nhiêu trong những cái vụ này. Tuy nhiên anh tiến sĩ này có thể có được những cái tài liệu nào đó mà liên quan đến cái Tăng Minh Phụng, Liên Khuy Thịnh, Dũng Lò Vôi hay chăng, mà đưa ra để làm miếng mồi nhử và yêu cầu những quý vị cái bản hợp đồng mà Thanh Việt vừa mới trình bày để đổi lại một số tiền nào đó và giữ anh ta làm cái cánh tay mặt.
Đây là một cái ván bài chơi cũng khá liều. Anh ta có những cái điều mà bà Nguyễn Phương Hằng và công ty cổ phần Đại Nam cần. Thứ nhất, có được cái mác tiến sĩ. Cho dù là tiến sĩ như thế nào thì cũng là tiến sĩ đang dạy trường luật. Lên ngồi với mình livestream thì cũng khá tốt, bảo vệ cho mình, làm cho mọi người thích thú, cảm thấy theo dõi hơn. Ít ra thì cái người tiến sĩ giấy từ cái đại học online nào đó, phải không quý vị? Cũng không có một mình. Bây giờ tôi đến hai tiến sĩ trên một chương trình livestream thì hồi trước đến giờ chưa ai có, nhưng quý vị có hai tiến sĩ luôn. Đó là một phần. Cái phần thứ hai là tiến sĩ này có giữ được thiệt hay giả những cái thông tin về Liên Khuy Thịnh, về Tăng Minh Phụng, mà có thể làm cho những cái mối lo về những cái vi phạm về đất đai của ông gia đình Đại Nam. Nên là họ có những bản hợp đồng, hy vọng rằng đôi bên cùng giúp nhau. Đó là giấc mơ của Thành Việt. Chỉ là giấc mơ thôi thôi quý vị, chỉ là giấc mơ. Quý vị có thể ngồi ngẫm nghĩ và xem giấc mơ này có thiệt không nhé. Có một cái điều cuối cùng mà Thành Việt muốn chia sẻ. Giấc mơ này thì kết thúc ở cái đoạn này. Thành Việt cũng đã thức dậy để làm những cái Thành Việt phóng sự, những cái tập trước rồi, nên giấc mơ bị dừng lại. Thì trong đây đó quý vị, có một cái điều là quý vị vẫn còn nhớ, có những cái lá đơn kiện. Quý vị nhớ không? Có những cái lá đơn kiện khiếu nại của một số mạnh thường quân. Quý vị vẫn còn nhớ là Thanh Việt nói rằng không có một cái gì nó mạnh trong cái vụ mà kêu gọi từ thiện bằng chính những mạnh thường quân khiếu nại các nghệ sĩ. Quý vị vẫn còn nhớ. Thì những lá đơn này đã từng viết ra để kiện, khởi kiện Thủy Tiên, Công Vinh, những lá đơn khởi kiện Trấn Thành, Hoài Linh chẳng hạn như vậy. Thì những cái lá đơn này, thật ra trong giấc mơ Thanh Việt có nhớ rằng có bàn tay nào đó của tiến sĩ luật cùng với nhóm múa, họ cũng giống như là đi tìm những cái thành viên, những cái bệnh nhân mà đã được cho là mẫu hoặc đóng hoặc chết dưới bàn tay của Võ Hoàng Yên. Thì lần này họ cũng cố gắng tìm những mạnh thường quân. Những mạnh thường quân này quý vị vẫn còn nhớ làm những cái lá đơn kiện ở ba nơi: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Thuận. Nhưng quý vị, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Thuận. Thì những mạnh thường quân này đã viết những lá đơn để kiện, khiếu nại về cái việc không được minh bạch của nghệ sĩ. Và người đứng sau là tiến sĩ chỉ đạo, còn nhóm múa thì đi tìm người. Đấy là một trong những cái điều mà Thanh Việt muốn chia sẻ quý vị ngày hôm nay. Đây là cái chương trình nói về cái giấc mơ của Thanh Việt. Đúng sai thì quý vị cứ ngẫm nghĩ những cái trao đổi này. Vì giấc mơ mà quý vị, tên tuổi mà còn bị chật thì huống chi là những công việc này. Tuy nhiên Thanh Việt cũng xin phép quý vị, tên thì có thiệt đó, nhưng mà đôi khi việc làm thì chưa chắc là sai đâu nha quý vị. Quý vị cứ ngẫm nghĩ và xem thử cái thông tin nó như thế nào. Thanh Việt xin được dừng chương trình ở đây. Và một lần nữa xin lỗi quý vị là chương trình ngày hôm nay phát thanh khá là trễ. Xin hẹn gặp lại quý vị đúng giờ ngày mai. I love you all.